Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin Dự báo giá tiêu ngày 13 tháng 11 năm 2021 được phát trên kênh ZQYS. Lời đầu tiên về bản tin dự báo giá tiêu ngày 13 tháng 11 năm 2021. ZQYS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Tại thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay tiếp tục giao dịch ở mức 410 rupee trên 1 kg. Trong tuần trước, giá tiêu Ấn Độ tiếp tục tăng. Tiêu đen nội địa của quốc gia này tăng 6% từ 5.841 USD trên tấn lên 6.205 USD trên tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng Kochi tăng 6% từ 6.107 USD trên tấn lên 6.473 USD trên tấn. Còn tại Sri Lanka, giá tiêu nội địa tăng 3 tuần liên tiếp. Tiêu đen nội địa của quốc gia này tăng 6% từ 4.373 USD trên tấn lên 4.637 USD trên tấn. Thị trường hồ tiêu đang ghi nhận mức tăng ấn tượng tại khu vực Nam Á. Trong 3 tuần qua, giá tiêu khu vực này tăng đến 14%. Sự tăng giá của thị trường Ấn Độ và khu vực Nam Á được lý giải khi người trồng tiêu ở khu vực này lo sợ sản lượng niên vụ 2021-2022 sẽ giảm 50% vì mùa mưa kéo dài, khiến cây tiêu khó ra hoa kết trái. Dự báo, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu thụ cuối năm. Còn tại thị trường hồ tiêu trong nước, thời gian qua, giá thu mua hồ tiêu không đồng nhất tại các địa phương, thậm chí các đại lý trong cùng địa phương. Có đại lý thu gom mức cao, có đại lý tỏ ra thờ ơ. Bởi những nơi thiếu hàng, buộc phải thu gom ở mức cao, nơi mua đầu cơ thì ghìm giá. Lâu nay giá hồ tiêu vẫn luôn là một cuộc đấu trí giữa bên mua và bên bán. Trước sức mua lớn vào, để đáp ứng nhu cầu cuối năm ngày càng cao, cùng lượng cung xuất khẩu của nước ta không còn nhiều, nên các chuyên gia tự tin giá tiêu trong nước sẽ phá mốc 95 triệu đồng tấn trong thời gian tới. Xu hướng mở rộng diện tích trồng tiêu khi được giá cũng ghi nhận ở đa số địa phương có thế mạnh về trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, người dân không nên cứ thấy giá tiêu tăng cao, có lãi là ồ ạt trồng. Thay vào đó, người trồng tiêu nên tập trung chăm sóc vườn tiêu hiện có theo hướng hữu cơ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành gửi lên cho thấy, giá thu mua hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay đang ghi nhận quanh mức thu mua từ 84.500 đồng một ký cho đến 89.000 đồng một kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, giao dịch ở mức 85.500 đồng một ký cho đến 87.500 đồng một kg. Còn về tỉnh Gia Lai, ghi nhận từ 85.000 đồng một ký cho đến 87.000 đồng một kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, được thương lái thu mua trong khoảng 85.500 đồng một ký cho đến 87.500 đồng một kg. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 87.000 đồng một ký cho đến 89.000 đồng một kg. Với mức giá này, thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là tỉnh dẫn đầu giá thu mua hồ tiêu trên cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, Bình Phước đang ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay từ 86.000 đồng một ký cho đến 88.000 đồng một kg. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai, tiếp tục giữ mức giá thấp nhất của cả nước hiện nay là 84.500 đồng một ký cho đến 86.500 đồng một kg trong hôm nay. Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương dự báo nếu đà tăng giá tiếp tục diễn ra và khi đạt mốc 95.000 đồng một kg trở lên, thì có thể lượng hàng tồn từ 2 đến 3 năm trước đây sẽ được bán ra thị trường. Theo ước tính, lượng tiêu đầu cơ có thể được giải phóng lên tới 40.000 tấn. Theo như báo cáo của Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế cho biết, về nguồn cung hạt tiêu trên toàn cầu đang hạn chế do diện tích giảm, năng suất thấp, yếu tố thời tiết không thuận lợi và kỹ năng bảo quản chưa tốt. Cho nên, giá hạt tiêu trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì mức tăng. Như vậy, thị trường hồ tiêu trong nước hiện nay nếu đem so với đầu tháng 10 thì vẫn tăng mạnh tới 4.000 đồng cho đến 5.000 đồng một kg. Với việc giảm giá cước tàu biển như hiện nay, hồ tiêu Việt Nam kỳ vọng lấy lại được vị thế tại những thị trường này, đồng nghĩa nhiều hợp đồng được ký hơn. Do vậy, giá tiêu trong nước được dự đoán sẽ không hạ nhiệt theo giá vận tải thế giới. Không những thế, giá xuất khẩu hạt tiêu chạm ngưỡng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và đã đưa hạt tiêu trở thành một trong những điểm sáng. Trong hoạt động xuất khẩu, nông, lâm, thủy sản của Việt Nam mang lại thu nhập cao hơn cho người trồng tiêu sau nhiều năm khó khăn do giá suy giảm. Đối với thị trường hồ tiêu trong nước, các đơn vị xuất khẩu đẩy mạnh gom hàng,
phản ánh thực tế của một số thành viên trên các diễn đàn hồ tiêu, có địa phương còn bán cao hơn giá tham khảo trên mạng. Theo dự báo, giá tiêu sẽ tiếp tục đà tăng trong những tháng cuối năm do sản lượng hạt tiêu của Việt Nam cũng như một số nước sản xuất hạt tiêu lớn như Brazil, Indonesia giảm mạnh vì bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh sản lượng trong nước giảm sút, lượng hồ tiêu dự trữ cạn kiệt, Việt Nam buộc đẩy mạnh nhập khẩu từ các nước. Nhưng sản lượng nhập về cũng không tăng được bao nhiêu. Từ đầu năm, số tiêu từ Campuchia sang Việt Nam tăng cao nhất đến 79,7%, tuy nhiên cũng chỉ chiếm khoảng 10% sản lượng xuất khẩu của Việt Nam. Trong trung và dài hạn, ngành hồ tiêu Campuchia sẽ có những bước phát triển vượt bậc nhờ khả năng mở rộng diện tích, năng suất cao và quan trọng hơn là quốc gia này có đủ điều kiện sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ. Hồ tiêu ở Campuchia ít được thâm canh, nhưng năng suất luôn đứng đầu khu vực với 6,4 tấn trên 1 hectare, còn năng suất của Việt Nam chỉ bằng một nửa quốc gia láng giềng này. Khoảng 95% lượng hồ tiêu thu hoạch mỗi năm của Campuchia dành cho xuất khẩu, trong đó Việt Nam và Thái Lan là hai thị trường mua nhiều nhất. Gần đây, người dân và doanh nghiệp Việt có xu hướng sang Campuchia thuê đất nông nghiệp. Lý do là bởi quỹ đất nông nghiệp của quốc gia này còn rất lớn, giá thuê thấp, chi phí thuê lao động làm việc cũng rẻ hơn so với Việt Nam. Đến khi thu hoạch, những loại nông sản này được đưa trở lại Việt Nam để tiêu thụ. Như vậy, sẽ có lợi hơn về giá thành so với khi thuê đất nông nghiệp ở nước ta để sản xuất. Đây cũng là một phần lý do nông sản Campuchia xuất sang Việt Nam tăng mạnh như hiện nay. Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương dự báo, nếu đà tăng giá tiếp tục diễn ra và khi đạt mốc 95.000 đồng 1 kg trở lên, thì có thể lượng hàng tồn từ 2 đến 3 năm trước đây sẽ được bán ra thị trường. Theo ước tính, lượng tiêu đầu cơ có thể được giải phóng lên tới 40.000 tấn. Lũy tiến từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, Việt Nam đã xuất khẩu được 212.983 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 719,16 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2020, lượng xuất khẩu giảm 3,2%, tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu tăng 47%. So với con số bình quân các năm gần đây, xuất khẩu tiêu 3 tháng cuối năm dự đoán còn khoảng 50.000 tấn cho đến 60.000 tấn nữa. Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong tháng 9, Việt Nam đã nhập khẩu 1.518 tấn, trong đó tiêu đen đạt 1.312 tấn, tiêu trắng đạt 206 tấn. So với tháng trước, lượng nhập khẩu tăng 158,2%, kim ngạch tăng 165,6%. Lượng nhập khẩu tăng trong tháng chủ yếu đến từ Olam, tăng 826 tấn, nhập khẩu từ Campuchia, tăng 686 tấn. Nespice, Sơn Hà cũng là các đơn vị có lượng nhập khẩu tăng so với tháng 8 năm 2020. Thị trường hồ tiêu trong nước chứng kiến các đại lý đẩy mạnh bán tháo hàng hóa để thu lời. Theo các chuyên gia, các ngưỡng giá có vai trò quan trọng, tác động nhiều đến tâm lý người đang có hàng, nhất là thời điểm nguồn cung hạn hẹp như hiện nay. Đối với đại lý và giới đầu cơ thì đây là thời điểm chốt lời. Còn với người dân là tâm lý chờ đợi giá tốt để bán nhằm trang trải công nợ tiền phân bón v.v. Hiện giá hồ tiêu tăng lên, người trồng tiêu không còn bị lỗ và khả năng sẽ có giá tốt hơn trong tương lai. Nhưng theo chuyên gia, ngành hàng này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Khi giá cước vận chuyển xuất khẩu ở mức cao do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chi phí nguyên liệu đầu vào cũng đang gây ảnh hưởng đến lợi nhuận. Rick QYS xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn có những buổi xem vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại!